nghĩ rằng là cái đó bây giờ khoảng 200 triệu đô. Anh nhưng mà anh bảo là tôi phải cấu trúc lại để về tài sản. Tôi phải cấu trúc lại về cơ cấu lại về tập đoàn, về tài sản. Để tôi dư ra một khoản tôi mua cái máy bay. Nhưng chúng ta vào trong tương lai phải tạo lên những cái giá trị mà khi nghĩ đến là phải giảm được ngay. Phải làm được ngay. Cái đó thì ngay ra có vẻ như nó không phù hợp. Nhưng mà tôi tin chắc rằng nó rất phù hợp. Nó rất và rất phù hợp. Cách đây cả gần 20 năm tôi có dẫn dắt một số các bạn trẻ. Lúc bây giờ tôi cũng là người trẻ. Chúng tôi cũng tạo dựng ra một số doanh nghiệp. Và tôi nói rằng là tiền đầy ngoài đường nhưng mà chúng ta không nhận được. Thế một số bạn bỏ về. Một số bạn ngay lập tức bỏ về. Tức là lúc bây giờ các bạn ngồi cùng thì các bạn thấy là tôi có một cái ảo tưởng. Đó là ông cha này ảo tưởng. Tôi thì bỏ ra đi khắp nơi có thấy tiền rơi ở đâu mà ông bảo tiền đây mà được. Tức là gì? Tức là nó mọi thứ nó đều là hình tượng. Mọi thứ nó đều là những thứ mà chúng ta có thể tượng hóa được. Nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội, chúng ta biết chấp chiêu cơ hội, cũng như chúng ta biết hiện thực hóa cái việc đó ra, thì tôi tin chắc rằng là không gì không làm được. Đó, không gì không làm được. Con đường của Vietnam đang đi ở đây, tôi nghĩ là không phải là mới. Không phải là mới. Cũng giống như nhiều người cùng đi trên con đường. Tuy nhiên, cái thành công nó sẽ dành cho những người nào biết trước cái cơ hội. Và tôi mong rằng là anh Hiến rồi anh Hòa, các anh sẽ chấp được cơ hội. Và tôi mong muốn rằng tôi cũng là một người rất là có duyên. Rất là có duyên. Và có thể nói rằng là rất là may mắn cho các công ty mới thành lập. Xin thưa rằng là cũng hiện nay cũng đã có những công ty có trị giá đến cả tỷ đô la. Công ty đó được hình thành bởi tôi. Tôi cũng là những người sáng lập đầu tiên và những người đến để chia sẻ và tham gia những cái buổi như chính công ty của các anh hôm nay. Còn những công ty chục triệu thì trên con số 10. Những công ty trị giá trên chục triệu đô, hàng trăm triệu đô thì cũng trên con số 10. Đấy thì cái vinh dự, đấy là cái sự may mắn. Mọi người cũng bảo thường nói rằng là thần tài. Đây ông này thần tài đây rồi. Ông mới đến tức là đã có sự thành công. Và tôi mong muốn rằng công ty này không phải là ngoại lệ. Và hy vọng rằng Vietnam Tech, rồi Vietnam Bắc, rồi tất cả công ty trong Vietnam Group sẽ vượt qua những cái khó khăn ban đầu, sẽ vượt qua. Và chúc cho các anh có một cái ý chí vững chắc và một sức khỏe phi thường để dẫn dắt và đưa cái công ty này phát triển. Công ty này nó phát triển lên một cái tầm cao mới thì chúng tôi cũng tự hào. Vì tuy rằng là nhỏ nhưng mà tôi vẫn mong muốn cái chỗ này đây nó sẽ trở thành cái thánh đường cho giới khởi nghiệp. Chúng ta không cần phải quá to, không cần phải quá hoành tráng. Vấn đề là mang lại cái giá trị gì cho xã hội. Thì hy vọng rằng cái thời điểm này nó trở thành một cái thời điểm lịch sử cho Vietnam cũng như cho cái ngành thương mại điện tử trong giai đoạn của anh Hiến nêu là 5.0. Chúng ta vượt qua 4.0 rồi. Đấy, mạnh dạn vượt qua 4.0. Thì như vậy là tôi hy vọng rằng nó sẽ thành công vượt trội. Và cũng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 2020 ở trong căn phòng này cũng có rất nhiều thầy cô giáo. Tôi cũng trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và chúc cho các anh chị mãi mãi giữ được cái ngọn lửa đam mê trong người và dẫn dắt những thế hệ trẻ tiến lên với một cái tinh thần khởi nghiệp cháy
mỏng. Và chúc cho tất cả các anh chị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.